Ngày 16 tháng 11, mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tục, đèo Khánh Lê bị sạt lở, làm tuyến quốc lộ 27C nối Đà Lạt Nha Trang bị ách tắc hoàn toàn. Hàng nghìn mét khối đất đá trên đèo Khánh Lê đổ sập xuống nằm tràn lan trên mặt đường. Một số điểm khác trên tuyến này cũng có dấu hiệu sạt lở. Hai bên vách núi nước chảy xiết khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nhanh chóng có mặt yêu cầu các đơn vị liên quan đặc biển cảnh báo, huy động máy xúc đào và dọn dẹp hiện trường, không cho phương tiện di chuyển để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, lãnh đạo khu quản lý đường bộ 3.3 cho hay vách núi nơi sạt lở trên đèo Khánh Lê bị ngắm nước nguy hiểm. Đơn vị đã chỉ đạo điều động thêm máy đào nhằm giải phóng giao thông sớm nhất. Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 11, mưa lớn kéo dài cùng các hồ chứa điều tiết xả lũ dồn dập khiến nhiều nơi ở Khánh Hòa ngập trong lũ. Sự cố thiên tai khiến việc đi lại cũng như đời sống của người dân bị đảo lộn.